Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video này mình chia sẻ mọi người dự án Airdrop để nhận 5 triệu cái token SIPA ở trên cái mạng ETHW, thì cái này nó sẽ tương đương với 5 đô la nhé. Và để tham gia vào cái dự án này mọi người cần bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thực hiện các nhiệm vụ chatbot này, tiếp theo chọn Start, rồi sau đó chọn Continue. Ở đây thì mọi người sẽ nhập cái kết quả của phép tính này vào. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ thực hiện các nhiệm vụ trên mạng xã hội, join vào Telegram. Rồi, quay trở về. Tiếp tục mọi người join vào kênh channel. Rồi, sau đó quay trở lại này. Mọi người sẽ follow Twitter và retweet. Chọn theo dõi. Rồi, tiếp theo thì sẽ like và retweet. Và quay trở lại này. Mọi người kéo xuống, kích chọn. Đôn. Rồi sau đó join vào kênh channel. Ok, quay lại bấm chọn đôn. Tiếp tục thì mọi người sẽ follow và retweet hai cái bài đăng của nó, sau đó thì gửi cho nó cái username này nhé. Thì bài đầu tiên này thì mọi người chắc là đã retweet rồi đúng không? Quay trở lại này. Mọi người tiếp tục retweet bài đăng game file này. Theo dõi này. Rồi sau đó thì like retweet. Ok, quay trở về. Rồi ở đây mọi người sẽ nhập username của Twitter. Rồi sau đó thì join vào các kênh này nhé. Ai chưa join thì join vào. Chọn đôn này. Tiếp tục mọi người sẽ nhập địa chỉ ví cái mạng ETHW nhé. Thì cái đường link ad mạng tự động ở trên ví MetaBuck mình có để dưới phần mô tả. Thì mọi người copy đường link đó dán vào cái trình duyệt của ví MetaBuck. Sau đó thì kết nối ví MetaBuck và tìm kiếm ETHW và add vào ví MetaBuck nhé. Rồi bây giờ vào lấy địa chỉ này. Rồi sau khi mở ví MetaBuck lên thì tiện đây mình hướng dẫn mọi người luôn cái cách ad mạng này. Mọi người bấm vào ba gạch này. Rồi chọn trình duyệt. Sau đó thì mọi người sẽ bấm vào đây nhé. Rồi ở đây thì mọi người sẽ nhập cái đường link chuyên lead đi. .org. Rồi mọi người sẽ mở cái đường link này ra. Đó. Ok, ở đây thì mọi người sẽ kích chọn connect. Rồi, sau đó nhập vào ô tìm kiếm này. Ở đây thì mọi người sẽ nhập cái từ tìm kiếm là ETHW. Giờ có vẻ như là cái đường link tích hợp này nó chưa tích hợp thêm cái mạng ETHW ở trên cái này, thì mình vẫn cứ để cái đường link ở dưới phần mô tả nhé. Thì có thể là sau này thì nó sẽ cập nhật thêm cái ETHW. Thì mình có để cái thông số add thủ công ở dưới phần mô tả, thì mọi người sẽ add thủ công vào nhé. Rồi thì bây giờ mọi người sẽ mở ví ra, quay trở lại ví cho mình và sao chép địa chỉ ví. Rồi quay trở về bot. Mọi người sẽ dán địa chỉ ví vào đây và gửi cho nó. Rồi, ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia vào dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.